bà coi tôi mang gì về nè. Nè, bà nhìn đi, đây là thành quả lao động của tôi đó. Kiểu mẫu gì chứ, kiểu mẫu như kiểu của ông á, tôi không ham rồi đó. Bà nói giỡn bà, ham sao không ham? Nguyên cái khu phố hẻm Hoàng Hoa của mình á, ai cũng ham á. Nhưng mà chỉ có gia đình mình được thôi đó. Tại sao gia đình mình được? Là tại vì vợ chồng mình hạnh phúc, con cái mình nó hiếu thuận, cho nên mới được đó bà. Bởi vậy á, không có kiểu mẫu nào như kiểu mẫu gia đình này. Không chừng vài năm sau nữa dám người ta tặng cho ông cái danh hiệu là diễn xuất sắc á. Ý bà nói tôi diễn nè, tôi diễn xuất hồi nào? Này là chuyện thiệt chứ bộ. Tôi nói thật với bà, tại là mình là tổ trưởng thì mình phải sống sao cho kiểu mẫu, sống sao để cho bà con người ta noi gương theo. Nè, mở thùng quà ra coi đi, coi người ta tặng cái gì. Chi thành quả lao động của ông thì ông mở ra coi đi, kêu tôi mở làm gì. Bà vừa phải thôi nghe. Bà cứ lấy kỷ vật của người xưa ra, bà lao bà chùi. Bộ ổng về hả? Bà muốn ôn lại kỷ niệm xưa hả? Nói gì vậy? Nó tầm bậy tầm bạ mà. Làm gì có. Không có. Cái dòng kỷ niệm xưa thì bà lao chùi hoài, còn thành quả lao động của chồng bà mang về, bà chẳng ngó ngàng gì tới. Mình thiệt á, vợ chồng mấy chục năm nay rồi mà mình cứ quạnh hoẹ chuyện cũ hoài à. Lôi ra vậy tôi nhức đầu lắm chứ. Cái kiểu này người ta gọi là bạo hành tinh thần vợ nhà đó. Cái này không phải là bạo hành tinh thần, mà đây là cái tôn ti trật tự, cái nếp sống của trong gia đình. Tôi hỏi bà, tôi bạo hành tinh thần bà hay là bà bạo hành tình cảm của tôi? Bà làm vợ, bà đã có chồng rồi, bà phải giữ cái nếp chính chuyên của bà. Phải làm sao phải sợ chồng. Mình phải sống làm sao để đừng chồng đừng bị tủi thân. Bà lấy dòng bà lao, làm sao tôi không đau được. Bởi vậy tôi giá như lúc này á, cả cái hẻm Hoàng Hoa này nè, họ nghe được những lời ông dạy tôi, để rồi người ta mới thấy được cái gia đình kiểu mẫu của ông Lễ bà Hạnh thật sự là như thế nào. Nói chuyện với bà tôi tức anh ác vậy đó. Nói hoài mà bà không hiểu. Không hiểu được cái tôn ti trật tự gia đình là gì. Không hiểu được cái sợ chồng là cái gì. Bà thích lao thì bà ngồi đó bà lao đi. Tôi không ở nhà này nữa. Kệ mình. Ủa? Dạ, con chào bác. Ủa Trâm đó hả con? Dạ. Ủa hôm nay không có đi làm sao qua đây vậy con? À, dạ tại hôm nay á, dì Hạnh nói con qua đây để dì Hạnh dạy con nấu canh chua, bún súng với lại cá rô kho tộ. Hay quá, mẹ chồng tương lai của con tâm lý quá. Biết dạy cho con dâu những cái tề gia nội trợ, những cái nấu ăn nấu uống theo thùa mái giá để sau này về lo cho thằng Hải Anh. Dạ. Ủa dì Hạnh trong nhà hả bác? Dì Hạnh hả? Dạ. Nói chuyện với tôi xưng bằng bác, còn vợ tôi kêu dì Hạnh là sao vậy? Dạ có gì đâu, tại vì dì Hạnh trẻ hơn bác. Dạ không có. Tại vì con thấy dì Hạnh nè, hiền, gần gũi, dễ thương, với lại hiền, con muốn kêu bằng dì cho giống giống mẹ con vậy đó. Còn tôi? Dạ bác thì phong độ, chững chạc, con kính nể cho nên con kêu bằng bác. Giỏi quá, khéo ăn khéo nói. Nè, mai mốt đừng có kêu bằng gì nữa nghe con. Dạ. Mai mốt là cũng thành người một nhà rồi, kêu bằng gì gì ở ngoài vậy, người ta nhìn vô ta tưởng gì ghẻ, nghe không? Dạ, bác vui tính quá. Dạ con chào dì. Con tới rồi hả? Dạ. Thôi bây giờ dì cháu mình tranh thủ đi sớm đi. Rồi dì chỉ cho con cá tươi nè, với lại bông súng vườn đó. Mình phải tranh thủ đi sớm, hiếm lắm mới có, chứ không thôi người ta mua hết đó con. Dạ. Mình tranh thủ đi đi con. Dạ. Mình đi chơi vui vẻ nha. Dạ chào bác con đi. Chào dạ. Con. Dạ tôi đi nha mình. Ôi thôi dì Hạnh có chiếc vòng đẹp quá vậy, có khắc chữ TH nữa nè. Cái vòng này chắc vòng kỷ niệm vậy hả, đúng không? Niệm gì đâu em biết đâu. Đi đi. À, dạ. Tôi chỉ biết cầu nguyện với ơn trên cho bà đi chợ đeo vòng. Bà da quẹt ở đâu cho bể cái vòng đó đi, chứ làm sao tôi chịu nổi. Dạ dì Hạnh, con đi chút nha. Nè con. Dạ. Chưa ăn cơm mà đi đâu vậy? Dạ anh Hải Anh bị hư bánh xe, bị bể bánh xe cho nên con ra ngoài trước ảnh. Trời đất ơi,
thì mà dắt xe vô, còn không là đi taxi vô. Chứ cái gì đâu mà phải bắt con phải ra trưa trời nắng thì bắt con ra đón nó vô. Ngay đầu hẻm đâu có sao đâu, để con ra con rước cái. Cái thằng này thiệt, chưa gì á lộ ra cái tính gia trưởng rồi. Cái giống tôi á. Ôi trời, mình làm em hết hồn à. Bé nó sắp về làm dâu nhà mình rồi. Con trai mình dạy nó như vậy là đúng đó. Làm vợ là phải biết phục tùng chồng, phải biết lo cho chồng, phải biết sợ chồng. Như vậy mới là quản lý được cái gia đình, gia đình mới có tôn ti trật tự. Một mình tôi trong căn nhà này, tôi chịu đựng gia trưởng là tôi quải lắm rồi. Bây giờ nó mà gia trưởng nữa, sao sống đây không biết nữa. Trời ơi, vậy là nãy giờ bà sống tôi bà nói bà quải á hả? Bà nói bà mệt á hả? Bà chịu đựng hả? Bà chịu đựng hay là tôi chịu đựng ba? Tôi đang dạy con cái tính cách của con để nó quản lý cái gia đình, nó làm cho cái gia đình của nề nếp. Bà nói bà cưới tôi mà bà chịu đựng, vậy tôi hiểu rồi. Bà cứ... Trời ơi, ném bể. Sợ bể. Sợ bể chứ đâu có sợ chồng buồn. Bà nói bà ở với chồng thì bà chịu đựng. Ai chịu đựng ai? Tôi chịu đựng mình. Bà chịu đựng tôi. Vậy nói vậy chứ lúc bà mới cưới tôi về là bà chỉ muốn lợi dụng nhan sắc tôi thôi không? Nói gì? Lợi dụng cái tình cảm tôi thôi không? Bây giờ bà chán chê rồi thì bà nói bà chịu đựng. Trời ơi, cứu mẹ, đỡ quá. Dạ. Ăn cơm. Trời đánh tránh bữa ăn nha mình nha. Bà với hai đứa nhỏ cứ ăn cơm đi. Ăn cơm những gì mình thích đi. Mình đi đâu vậy? Ra ngoài ăn tiệc. Thích gì ăn đó. Ủa? Tôi nhìn chiếc vòng, tôi không an lòng, cho nên tôi cần phải đi lòng vòng. Nhưng mà mình ăn cái gì? Ăn bánh phồng. Thiệt tình, ba cái con kỳ hết sức á. Thế mà gặp người ngoài á thì lúc nào cũng ra vẻ là gia đình kiểu mẫu, mà khi có người nhà ở trong gia đình mình thôi á thì cứ như là dùi đục chấm mắm nêm vậy á. Ôi thôi, mẹ không ăn đâu. Nhớ tới mắm nêm á, mẹ thèm quá. Mẹ đi ăn bún đậu mắm tôm đây. Ủa, gì hả anh? Thôi em ăn cơm. Ôi, đi. Ăn cơm đi. Ủa sao kỳ vậy? Sao nấu cơm hồi sáng giờ mọi người nói là thèm ăn canh đồ này kia rồi nấu không ăn hết vậy? Không sao đâu, gia đình anh là vậy đó. Muốn ăn món gì á thì nói mẹ là mẹ nấu. Thì dọn cơm lên cái thèm món khác là mạnh ai nấy đi ăn. Em ăn đi. Mẹ có bao giờ buồn đâu mà em buồn, ăn đi. Gia đình gì ngộ vậy? Không, gia đình nó vậy đó, nhưng mà hạnh phúc lắm. Wow! Em nấu hả, ngon không? Em nấu ăn như vậy là có tầm cỡ đó. Thôi, mình đi ăn phở. Hả? Ủa sao gia đình anh làm em bỡ ngỡ vậy? Ba hãy anh ơi, có khách tới tìm kìa. Ồ, ngồi dạ, đi con. Chào chú. Thế à? Cảm ơn mẹ nó. Dạ. Mời con ngồi. Dạ. Mời con. Chẳng hay hôm nay cậu tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Dạ, con giới thiệu con tên Vũ. Con mới dọn nhà qua đối diện nhà chú nè. Dạ, con đến đây để con đưa giấy chứng minh. Nhờ chú làm con giấy tạm chú làm gián để con chuyển hộ khẩu. Cậu tên Vũ à? Dạ. Có tiền án tiền sự gì không? Giỡn rồi chú. Dạ có, bệnh, có bệnh truyền nhiễm gì không? Dạ tôi không. Hỏi vui thôi. Chứ cậu mà biết tới nhà tôi á là hay lắm đó. Sao à? Tôi nói giấu gì cậu. Gia đình ai để thùng quà kỳ vậy ta? Đó, thùng quà tôi đâu có muốn đâu, mà năm nào cũng được tặng hết. 20 năm liền được tặng hết. Gia đình kiểu mẫu. Wow, vậy thì quý quá bác à. Còn mới đây lại đây không có quen biết gì chắc làm phiền bác nhiều. Không sao, tánh tôi mà. Nhân dân yêu mến mình cũng phải yêu mến bà con. Dạ. Yên tâm đi, ở đây có chuyện gì cứ nói tôi nghe. Vũ. Dạ. Trần Vũ, giới tính nam. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy xong. Lẹ lắm, tôi làm việc lẹ lắm. Dạ rồi, vậy xong việc tôi xin phép bác con về. Dạ. Ủa, cậu uống nước. Dạ, con xong việc rồi, con xin phép hai bác con về. À. Dạ. Tướng tá cao ráo đẹp trai, không kịp uống nước. Khách tới nhà bao lâu rồi?
Bây giờ này mới mang nước ra làm sao vậy bà? Cái gia đình kiểu mẫu làm sao vậy? Bà nói tôi nghe thử coi. Thì tại bà hồi xuân hả? Mua đá lòng nheo với tôi hả? Trâm. Dạ. Dạ con chào bác, chào dì Hạnh. Con tới làm hết hồn muốn rụng tim luôn con. Con vô nãy giờ tại sao con lên tiếng làm bác hết hồn luôn vậy con? Dạ anh Hải Anh có dặn với con á là về làm dâu nhà này là phải biết tôn ti trật tự. Khi mà hai bác nói chuyện á thì con không có xen vào được. Bà nghe chưa? Nghe. Sắp sửa về làm vợ gia đình này thôi mà Hải Anh nó đã dạy biết cái tôn ti trật tự, biết cái nề nếp gia phong, như vậy mới xứng đáng là thành viên của gia đình kiểu mẫu đó bà. Ủa dạ bác cho con hỏi, hồi nãy con thấy có một anh gì lạ lạ trong nhà đi ra. Ủa một người mới về đây ở hả bác? Đúng rồi, mới về đây, đến đây để đăng ký tạm vắng tạm trú. Tướng tá cao ráo đẹp trai ha. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà. Anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà. Anh là ô xin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, sao có sai mà sai vợ là u đầu. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh